Sẽ không anh em sẽ không kiếm được một người chơi nào mà có thể bật khiên hòa bình. Khiên hòa bình là cái vòng tròn màu trắng đây, anh em cũ thì chắc chắn là biết rồi. Nhưng mà mấy anh em mới chơi thì mình sẽ nói một chút sơ qua về cái khiên hòa bình này. Cái khiên này khi mà bật lên thì không ai có thể tấn công hoặc là do thám được anh em. Đó, nó là lý do vậy. Thì cái người chơi này ở cái kingdom này của mình thì đã hiện tại thì đã sử dụng cái khiên hòa bình này trong vòng, nếu mình nhớ không nhầm thì đã là 2 năm rồi. Từ KVK3 hồi xưa ấy, từ KVK3 hồi xưa tới bây giờ là đã cũng gần 2 năm rồi nha anh em. The anxious and panic, the infinite vastness of all.